phân khúc SUV 3 hàng ghế hạng trung là phân khúc mà các hãng xe hơi chậm điện. Nó có ý nghĩa những chiếc SUV khổng lồ này có xu hướng có thiết kế hình hộp và không hiệu quả ngay từ đầu. Tìm ra cách để cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà không phải hy sinh tất cả không gian đó đang đặt ra rất nhiều yêu cầu. Đó có thể là lý do tại sao chỉ có một số tùy chọn để lựa chọn. Với Sorento Hybrid 2021 hoàn toàn mới, Kia đã tìm ra cách để làm cho nó hoạt động. Tên gọi Sorento đã xuất hiện từ năm 2002. Nhưng đây là lần đầu tiên bạn sẽ tìm thấy hệ thống truyền động hybrid trên chiếc SUV. Hệ thống truyền động này không chỉ giúp Sorento tạo được chỗ đứng riêng trong dòng xe Kia mà còn trong phân khúc tổng thể. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV hạng trung với động cơ hybrid, bạn sẽ muốn đến thẳng đại lý Kia để kiểm tra Sorento Hybrid trước khi có bất kỳ điều gì khác. Thiết kế và nội thất chiếc Sorento cuối cùng có thiết kế lôi thôi không hẳn là gớm ghiếc mà là vô duyên ở một số góc độ. Về mặt đó, Sorento Hybrid mới là một cải tiến lớn. Nó không có mặt đường giống như Telluride lớn hơn, nhưng nó vẫn có kiểu dáng vênh váo của riêng mình. Không có nhiều xe SUV hạng trung và thậm chí ít xe hybrid hơn, trông rất ngầu. Nhưng đó chính xác là những gì Sorento Hybrid làm được. Lưới tản nhiệt hình mũi hổ của Kia mang đến cho Sorento Hybrid một thiết kế quen thuộc so với các mẫu SUV khác của hãng như Niro, Seltos và Telluride. So với Sorento thông thường, Sorento Hybrid trông không khác biệt nhiều. Đó là một điều tốt theo quan điểm của chúng tôi. Sự khác biệt đáng chú ý duy nhất giữa cả hai là các chi tiết trang trí sáng bóng hơn trên Hybrid. Thiết kế nội thất của Sorento Hybrid cũng đẹp như bên ngoài của nó, với phong cách thời trang mang lại cảm giác cao cấp như ngoại thất. Các bảng điều khiển trung tâm nằm giữa các lỗ thông hơi theo chiều dọc và các công tắc bật tắt cho điều khiển nhiệt độ HVAC và ghế sưởi làm cho cabin giống như buồng lái của một chiếc máy bay đó. Cũng là chức năng đầy đủ. Hạn chế lớn là bộ chuyển số hoạt động bằng quay số có vẻ như là một điều tốt trên giấy nhưng không phải trong thế giới thực. Công nghệ thông tin giải trí và hỗ trợ lái xe. Điểm đáng chê trách lớn nhất mà Sorento Hybrid phải đối mặt là hệ thống thông tin giải trí của nó. Kia không phù hợp với Sorento Hybrid với màn hình cảm ứng 10,25 inch có sẵn trên mô hình thông thường. Kích thước của màn hình cảm ứng có thể không gây ấn tượng, nhưng các tính năng của nó sẽ. Phiên bản S mà chúng tôi đã thử nghiệm đi kèm với Android Auto và Apple CarPlay không dây, đài vệ tinh, màn hình 4,2 inch trong cụm đồng hồ 8 cổng USB, một đế sạc không dây và 6 loa âm thanh. Đây không phải là danh sách các tính năng nổi tiếng nhất, nhưng có điều gì đó để nói về việc sở hữu một chiếc xe không làm bạn nghẹt thở với công nghệ. Đồ họa của màn hình cảm ứng không sắc nét hoặc đầy màu sắc như đồ họa được tìm thấy trên màn hình cảm ứng 10,25 inch lớn hơn, nhưng chúng vẫn thực sự tốt. Thật tuyệt khi sử dụng các nút và mặt số được đặt một cách hợp lý. Ai đó có thể bước vào chiếc xe này và cảm thấy thoải mái với nó trong vòng 10 phút. Kia trang bị cho Sorento Hybrid bộ tính năng an toàn tiên tiến DriveWise. Bộ phần mềm bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù, nhận dạng biển báo giao thông, phát hiện người đi bộ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo phương tiện thoát ra và cảm biến đỗ xe phía sau. Phiên bản S bổ sung thêm tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, phát hiện người đi xe đạp, hỗ trợ giao lộ và cảm biến đỗ xe phía trước. Kinh nghiệm lái xe. Sức mạnh cho Sorento Hybrid đến từ động cơ 4 xi lanh 1,6 lít tăng áp kết hợp với một motor điện và gói pin lithium SiN 1,5 kWh. Công suất kết hợp được đánh giá ở mức 227 mã lực. Trong khi hộp số tự động 6 cấp truyền thống xử lý sang số. Đó là một sự thay đổi so với tiêu chuẩn, vì phần lớn các xe hybrid khác sử dụng hộp số tự động biến thiên liên tục CVT.
Nếu có nhược điểm với hệ thống truyền động của Sorento Hybrid, đó là hệ dẫn động cầu trước là cấu hình duy nhất có sẵn, tiết kiệm xăng và an toàn. Trong số ít những chiếc SUV hạng trung ba hàng ghế trên thị trường có hệ thống truyền động Hybrid, Sorento Hybrid là chiếc có hiệu suất cao nhất trong số đó. Chiếc Hybrid được đánh giá là có thể kết hợp tối đa 37 mpg thành phố 39 mpg, đường cao tốc 35 mpg. Mặt khác, hệ thống truyền động của nó tạo ra công suất lên tới 318 mã lực, cao hơn cả Sorento Hybrid. Explorer Hybrid cũng có thể kéo được nhiều hàng nhất với định mức lên đến 5.000 pound. Khi nói đến không gian chở hàng, Explorer Hybrid có không gian rộng rãi nhất với không gian chở hàng lên đến 87,8 feet khối. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.